Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ chủ trì tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố với chủ đề tháo gỡ khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính. Hội nghị được tổ chức vào ngày 31 tháng 5 tới đây. Hội nghị nhằm trao đổi, lắng nghe ý kiến đóng góp và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ khi thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời tạo lòng tin và tăng sức lan tỏa thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, cung cấp thông tin kịp thời cho doanh nghiệp về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc tổ chức hội nghị đối thoại được thực hiện chu đáo, trang trọng, hiệu quả và tạo ấn tượng tốt đẹp cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước khi đến thành phố Cần Thơ tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh.